Chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến từ rừng cây keo thành phố Thủ Đức. Và đây chính là chủ nhân của chiếc TV giải ba trong chương trình ngày hôm nay dành đến cho những khách hàng thân thiết của chúng tôi. Xin được cảm ơn ông Trương Công Hoài Nhân rất là nhiều. Và ngay lúc này xin mời ông cùng tiến ra giữa sân khấu ạ. Thưa quý vị, trong khoảnh khắc ngày hôm nay, cho phép Tú Trinh xin được phép thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi tặng một bó hoa tươi thắm dành đến cho ông Trương Công Hoài Nhân, đại diện cho công ty Gigamon Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong suốt thời gian vừa qua, Gigamon Việt Nam đã trở thành một điểm đến rất quen thuộc và an toàn đối với mọi gia đình. Và ngày hôm nay xin được gửi tặng, chờ đợi từ rất là lâu đúng không ạ? Vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.